Cẩm Ly từng nhiều lần bị chồng dọa bỏ. Nhạc sĩ Minh Vy thú nhận, đằng sau vẻ ngoài hiền lành cam chịu của bà xã anh chính là một người phụ nữ có cá tính ngang bướng và rất ngoan cố. Anh có nghĩ mình với Cẩm Ly chính là kiểu vợ chồng nồi nào úp vung nấy. Người ta nói vợ chồng sống lâu sẽ bị giống mặt. Tôi nghĩ rất đúng, vì như thế mới dễ hòa hợp. Quen nhau 7 năm mới cưới, đến khi sống chung một nhà, cả hai cũng có xung đột và mâu thuẫn từ nhiều chuyện bất đồng. Nhưng cái gì cũng có quá trình, khi đã dung hòa thì cả hai sẽ vượt qua được sóng gió ban đầu. Anh có tin vào những lời có cánh mà nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ thường hay tung hô trên mặt báo? Ai càng lên báo càng khoe hạnh phúc là biết rồi đó. Bởi thế tôi sợ bị báo giật tích lắm. Đừng giật tích, tôi mua tặng vợ cái này, khen vợ cái kia, tôi thích cuộc sống bình dị. Tôi xem chuyện vợ chồng nghệ sĩ ly hôn sau khi cưới chẳng bao lâu là chuyện khó tránh. Cũng có thể do cái tôi của mỗi người quá lớn. Các ca sĩ hay người mẫu thích chồng giàu, nhưng chẳng ông chồng giàu nào thích vợ làm nghệ thuật để bị fan cuồng ôm hung và bày đủ trò trên sân khấu. Thử hỏi ông chồng nào mà không ghen? Có ông nào chịu được cảnh nhìn đàn ông khác ôm vợ mình trên sân khấu, dưới khán giả nồng nặc mùi rượu đâu? Lúc đầu tôi cũng nghĩ thôi mình cứ sống chung với lũ, phớt lờ chuyện này đi. Nhưng sau đó tôi nghĩ nếu Cẩm Ly mặt hở không nghiêm túc trên sân khấu, có lý do gì để yêu cầu khán giả phải tôn trọng? Hãy tự tôn trọng mình trước khi được khán giả tôn trọng. Nhiều người cứ gắn cho báo chí tội cố tình chụp hình ở góc nhạy cảm để gây sự cố lộ hàng. Nhưng thử hỏi, nếu nghệ sĩ mặt kín đáo không còn chỗ để hở thì phóng viên sao chụp được? Bởi thế tôi cứ để Cẩm Ly âm thầm đi hát và chọn con đường bền vững. Trong đời sống gia đình, anh và Cẩm Ly chia sẻ công việc thế nào? Nhà có người làm nên công việc nội trợ của Ly cũng nhẹ phần nào. Riêng việc nấu nướng, chỉ với những món đặc biệt thì Ly mới phải làm. Ví dụ như lẩu nấm, bố con tôi phải ăn một mấy lần thì Ly mới nấu ngon được. Còn việc chăm sóc con cái, chúng tôi có sự phân công rất rõ ràng. Việc đưa đón bọn nhỏ đi học là thuộc về công việc của tôi, còn đi mua sắm, lo học hành và dạy dỗ là thuộc về Ly. Vì anh rất nóng tính nên mới giao nhiệm vụ dạy con cho Cẩm Ly. Ngược lại, hai đứa con gái Cẩm Nguyên 7 tuổi và Cẩm Anh 5 tuổi lại thích ở bên cạnh tôi hơn. Nhìn Ly hiền là thế, nhưng không phải vậy đâu. Ly la con dễ sợ lắm, nhưng chỉ la mắng không bao giờ đánh. Tôi thi thoảng còn dùng roi vọt, vợ chồng tôi thống nhất ngầm. Nếu hai người có gì bất đồng, cãi lộn hay mâu thuẫn thì phải đóng cửa nói chuyện. Nếu có đập đồ thì phải dọn sạch sẽ sau đó, không để con cái biết. Hai cô con gái của anh có gặp áp lực khi bố mẹ là người nổi tiếng? Có chứ, lúc đầu không biết nhưng mới đây bé lớn mới nói với tôi, lớp con 18 bạn, bé em nói lớp con có 14 bạn. Hai đứa bọn con có một điều ước rằng, ba mẹ cho hai chị em con 32 vé để mời các bạn đến xem live show. Đâu mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong gia đình anh mỗi ngày? Đó là vào những lúc buổi tối trước khi đi ngủ, vợ chồng tôi lo cho con cái mọi thứ. Sau đó cả hai cùng vào phòng xem phim. Tôi chỉ thích xem phim hài Hồng Kông, cái gì êm đềm nhẹ nhàng là thích. Còn Ly thì mê phim đánh đấm, có tính bạo lực. Cẩm Ly có tật xấu là sau khi xem phim được 5 phút, cứ ngồi diễn theo phim, mặc kệ người xung quanh, cứ ngoài la hét, cười nói cứ như đang diễn cùng với phim. Bởi thế tôi mới nói bề ngoài Cẩm Ly khác hẳn cá tính bên trong. Vậy sẽ còn sự thật khó tin nào nữa về Cẩm Ly mà anh muốn bật mí cho khán giả được biết? Với công việc, với mọi người, Cẩm Ly cực kỳ đúng giờ. Nhưng nếu với đồng nghiệp, cô ấy đúng giờ bao nhiêu thì với tôi cô ấy lại rất trễ giờ bấy nhiêu. Để có được sự đúng giờ với đồng nghiệp, tôi đã phải la hét kinh hoàng lắm. Bởi thế, chuyện vợ chồng tôi mặt nặng mày nhẹ khi ra khỏi nhà là chuyện thường. Cẩm Ly đã vậy, Minh Tuyết còn trễ giờ gấp đôi. Hồi xưa tôi sợ hai chị em nhà này lắm, rất hay trễ giờ và bị bệnh, dây thun. Cái này là do bản tính mỗi người chứ không phải họ chảnh hay mắc bệnh sao đâu. Cẩm Ly còn nói tôi sửa, chứ Minh Tuyết thì mãi trễ giờ vì có ai sửa cho đâu. Chính xác theo anh, đâu mới là lý do giúp Cẩm Ly có thể trụ với những nghề và được vị trí riêng, mặc cho bao đồng nghiệp cùng lứa phải rơi vào cảnh hết thời. Tôi cũng từng tha thiết với nhiều người bạn làm báo rằng, viết gì thì viết, xin đừng giật tích sốc cho Cẩm Ly,
và tôi cũng không bao giờ muốn scandal đến với Cẩm Ly. Tôi muốn Ly cứ bình dị khi ra sân khấu, cái gì đến từ trái tim sẽ bền hơn là vẻ bề ngoài long lanh. Bởi thế Ly chưa bao giờ mặc đồ diêm dúa sexy quá lố. Không phải là tôi cấm Ly tuyệt đối, mà đó đã là bản chất, là cá tính của Ly từ khi chưa cưới. Một chuyện ít ai biết rằng, hồi năm 1998, Ly phải nhận hai quyết định quan trọng. Quyết định đầu tiên là tôi ép Cẩm Ly phải đi cắt amidan. Thời đó Cẩm Ly cứ hát phòng trà mãi. Tôi bảo nếu không cải thiện tiếng hát của mình thì em cứ mãi là cô ca sĩ phòng trà. Và cách đổi mới là cắt amidan. Nghe nói thế Cẩm Ly nhất quyết từ chối vì sợ. Tôi phải dọa nếu không cắt thì tình cảm hai đứa chấm dứt từ đây, chẳng quen chẳng yêu gì nữa. Cẩm Ly về nhà nói cho gia đình biết nhưng không ai ủng hộ. Đến khi cắt amidan xong, cả nhà Ly giật mình vì không tin. Nếu thời đó không cắt, tôi đảm bảo sẽ không có Cẩm Ly với giọng hát bây giờ. Quyết định thứ hai là về ngoại hình. Một sự thật rằng Cẩm Ly thời năm 2000 rất tệ trong cách ăn mặc. Đã thế, tính khí còn rất khó chịu vì cứ góp ý là không chịu nghe, nên tôi phải dùng tiếp biện pháp mạnh. Không chịu thì chia tay, không phải tôi đã ép người quá đáng, mà là vì thời đó không phải như bây giờ. Cô này hở thì cô kia phải xem. Cẩm Ly ngoan cố lắm. Lần đó vợ chồng tôi sang Hồng Kông quay clip. Tôi muốn Ly lột xác nên phải cắt tóc. Mái tóc dài tận lưng được Ly nâng niu, nhưng tôi muốn cắt. Sang Bắc Kinh tôi tìm một tiệm cắt tóc rồi bắt phải ngồi cắt ngắn ngang vai, mặc cho cô ấy nước mắt ngắn dài. Vì anh biết Cẩm Ly quá yêu và không thể bỏ được mình, nên mới lạm dụng chiêu không nghe lời thì bỏ. Có thể tôi đã dùng hơi nhiều chiêu không nghe lời thì bỏ, nhưng dọa vậy thôi chứ làm sao bỏ được khi hai người đã quá yêu nhau. Sau khi cưới, Ly cũng dần thay đổi từng chút một. Tôi đã áp dụng chiêu mưa dầm thấm lâu để thay đổi cô ấy. Bề ngoài Cẩm Ly có vẻ rất hiền lành, cớ gì chị ấy lại khó nghe lời anh vậy? Đó chính là nỗi đau của tôi. Nhìn bề ngoài ai cũng khen Cẩm Ly dễ thương hiền lành, nhưng sự thật thì hoàn toàn khác. Cô ấy bướng và ngoan cố lắm. Cẩm Ly khó thay đổi tới mức không phải ai muốn cũng có thể thay đổi được. Ấy vậy mà người ta lại bảo chồng Cẩm Ly khó tính, quản lý vợ rất chặt. Nếu quản lý chặt, cô ấy đã bỏ tôi lâu rồi. Sao anh không tiếp tục lột xác Cẩm Ly thành Minh Tuyết? Cẩm Ly không phù hợp theo phong cách của Minh Tuyết. Có một dạo Cẩm Ly song ca với Minh Tuyết. Điểm dễ nhất để phân biệt hai chị em từ xa khi mặc đồ giống nhau chính là xem độ hở của chiếc váy. Hễ ai mặc áo kín cổng hơn là Cẩm Ly, ai hở nhiều là Minh Tuyết. Riêng bản thân Ly sexy nhất là khi mặc áo bà ba hoặc áo dài. Tuy số đo các dòng không nóng bỏng, chân không dài lại gãy, nhưng bạn bè quốc tế đều nói Ly sexy nhất với áo dài truyền thống. Hiện tại tôi đã hài lòng lắm về ngoại hình Cẩm Ly rồi, chưa cần chỉnh sửa thêm điều gì. Tôi lại tuyệt đối cho phép Cẩm Ly đi giao kéo. Thật ra Ly có một ước muốn là được bấm mí mắt, bấm mí chứ không phải là cắt mí. Thích là vậy, nhưng Ly chưa can đảm vì sợ hậu quả ghê gớm. Cứ xem nhiều thảm họa giao kéo từ Hàn Quốc và ngay cả Việt Nam rồi hãy quyết định. Anh muốn lấy yếu tố nghệ thuật để chinh phục khán giả, nhưng dựng cải lương hay tuồng cổ đều có thể sử dụng chiêu trò. Sao anh thử? Chiêu trò lúc này không là gì ghê gớm. Tôi cần một người có thể đẩy cảm xúc bài hát đến gần với tâm trạng của khán giả. Tôi cần những câu chuyện được đưa lên sân khấu đầy kịch tính, có cảm xúc, diễn viên thoại có hồn. Và người có thể làm được điều đó chính là đạo diễn Hoa Hạ. Bản thân dòng nhạc dân ca vốn càng mộc mạc sẽ càng mê hoặc khán giả, càng dễ len vào ngõ ngách tâm hồn của mọi người. Tôi muốn Ly xuất hiện giản dị trên sân khấu hơn là làm một con công nhiều màu sắc. Còn điệu múa thì nhạt nhòa, không phải cải lương hay tuồng cổ, không cần chiêu trò, mà là mình cần chọn lọc để mọi thứ đến gần với khán giả.